Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay nhà đất Vũ Nguyễn Cần Thơ xin giới thiệu với quý cô chú anh chị em mình một cái miếng đất 1.797m nha. Đây là con đường Quỳnh Thị Nở thì của phường khu vực Thạnh Phú, phường Trường Thạnh, đường Quỳnh Thị Nở, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nha. Thì đây cũng về chợ Cái Chanh thì nó tầm khoảng chừng 2 km, về Cái Răng thì tầm khoảng 3 km là chúng ta sẽ về tới quận Cái Răng nha. Đây là một con đường né phí của trạm thu phí quốc lộ 1A. Thì đường hiện thời là đường vừa lề vừa đường là 12m, chuẩn bị mở ra 20m nha. Đây là một khu rất là tiềm năng phát triển, thì có diện tích là bề ngang là mặt tiền là 9m5, nó gần 10m thì chạy vô là nó khoảng chừng 29m là nó nở hậu ra. Thì tổng diện tích là có 1.797m cây lô năm, thì giá bán dao động khoảng chừng 4.2 triệu một mét vuông nha. Đây là một miếng đất làm kho bãi nghỉ dưỡng, kho bãi hay là các nhà nghỉ dưỡng gì cũng khá là lý tưởng hết. Thì đất này đang quay về hướng Tây Nam. Con đường trước này là đường lộ nhựa nha, đường né phí của quốc lộ 1A của quận Cái Răng. Thì có một miếng đất khá là lý tưởng làm kho bãi ha, nhà vườn nghỉ dưỡng gì cũng rất là ok. Xe qua lại rất là tấp nập luôn. Thì đây là một cái miếng đất khá là lý tưởng ha. Thì để quay vị trí đất cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo. Thì khu vực này thì nhà cửa kho bãi thì cũng rất là nhiều luôn ha. Đây, và vô trong hướng này sẽ đi về hướng Cái Chanh nha. Tới Cái Chanh thì khoảng 2 km, còn hướng quay ngược lại thì sẽ là hướng Cái Răng. Khá là lý tưởng luôn. Thì xe qua lại nè, đi tấp nập luôn không, thuận tiện mua bán kinh doanh đa ngành nghề được hết ha. Thì miếng đất của mình sẽ là từ vị trí này đã gào bó xung quanh hết trơn cho quý cô chú anh chị em mình nè. Đây, cái cây cột ganh này nó đi qua từ đây qua tới đây gần 10m nha, 9m rưỡi đó, đi qua tới đây là 9m rưỡi ha, đó khá là lý tưởng luôn. Đây, tới đây đi dài vô trong luôn nha. Đất đã bơm cát bằng mặt lộ hết trơn rồi nha, gần bằng mặt lộ rồi đó, khá là lý tưởng luôn. Chỉ có 4.200.000 một mét vuông là chúng ta sẽ sở hữu một miếng đất cực kỳ đẹp luôn. Đó, dài vô đây, vuông dứt dài vô đây luôn nha. Được. Thì vô đây 29m bắt đầu nở hậu ra nha. Đó, nở hậu ra. 29m là tới tới đây, nở hậu ra. Nở hậu ra là bề ngang là 56m, chạy dài ha. Nở hậu ra là 26. Ra là 56m, vô là 26m nữa là hết đất nha. Đó, vô tới trong đó đó là hết đất. Ở phía sau mình là có con hẻm, thành ra nhà cửa cũng rất là nhiều luôn nè. Đó, nhà cửa nè. Thì miếng đất này xây cuốn lên hết trơn luôn rồi nè. Đó, dài bên đây tấm miếng này, ở sau thì bơm cát rất là bằng thẳng luôn ha, làm kho bãi gì rất là êm luôn. Đó, bơm cát cao ráo hết trơn luôn. Nó ganh gốc rõ ràng hết, xây cuốn cho nè, dài qua đây nè, bọc qua cái dãy nhà này luôn nha, xa đít dãy nhà này luôn. Khá là lý tưởng cho quý cô chú anh chị em mình làm nhà vườn hay nghỉ dưỡng hay là làm kho bãi gì cũng được ha. Đường trước nhà tới 12m lận. Thì bán hết cái này là khoảng, bán hết 1.797m này là giá bán khoảng 7.5 tỷ. Thì còn thương lượng nhẹ. Một miếng đất khá là lý tưởng, quay về hướng Tây Nam nha. Thì pháp lý là cây lâu năm, đăng ký lên thổ cư được nha. Đây là một miếng đất rất là tuyệt vời luôn. Đó. Thì mình làm kho bãi gì cũng được. Thì về tới trung tâm thành phố Cần Thơ, đó, xe bự bành kia chạy hì hì. Về tới trung tâm thành phố Cần Thơ thì nếu đi đường dẫn cầu Cần Thơ thì nó tầm khoảng chừng 6 km. Còn nếu đi về đường Cái Răng chạy qua thì cũng 5-6 km là vừa tới Cái Răng rồi. Đây một đất khá là lý tưởng luôn không. Đó, nhà cửa xung quanh nhóc chân này,
đất thì bơm rất là cao ráo luôn. Ở đối diện mình là một cái quán ha, thì giá 4,2 triệu một mét vuông, thì cái này bán hết khoảng 7,5 tỷ một miếng đất 1.797 mét. Xe cộ lưu thông qua lại rất là nhiều đó, thấy không? Thì liên tục và liên tục. Đây là thuộc của quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Rồi cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu sở hữu miếng đất này thì mình vui lòng liên hệ số điện thoại 0396400040, dẫn quý cô chú anh chị em mình đi xem vị trí đất. Khi gửi thì trực tiếp mình mua bán thương lượng với phía bên chủ ha. Giá chỉ có 4,2 triệu một mét vuông, giá là khá là rẻ luôn. Đó, xe thì chạy liên tục luôn không, thuận tiện mua bán đa ngành nghề được hết ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video. Thì dưới phần video rất mong quý cô chú anh chị em mình đăng ký kênh ủng hộ và nhấn chuông thông báo, thì sẽ có gửi đến những quý cô chú anh chị em mình những cái miếng đất hay là những cái nền hay những cái nhà gì cho quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo ha. Khá là lý tưởng luôn.